Xin chào tất cả các bạn, hiện giờ mình đang chuẩn bị gửi em 72 đi Hà Nội nha. Giờ chúng ta sẽ coi lại quy trình chuyển xe. Giờ chúng ta sẽ chuyển em này đi nha. Em này đang rút hồ sơ gấp. Có lá cây nữa không? Cái cây còn mà. Vận chuyển bằng nhắc tính nha các bạn. Cái này á, quảng cáo là nhắc tính phải trả tiền cho em đó, chứ không phải là em trả tiền cho nhắc tính đâu. Công suất rồi dắt luôn. Sắp lậu luôn không? Rồi, đổ luôn đi. Rồi. Đây là đơn vị nhắc tính ở Quảng Ngãi. Mỗi miền đất nước. Lấy cái cầm qua cầu xin. Không dài đâu, cầu trắng. Đâu, đâu, cái dài cầu trắng. Ok, như vậy là xong nha.